Để bắt đầu buổi giải đáp Thiền Tông chiều 28 tháng 6 2020, xin mời ông Phan Phê, 85 tuổi, cư ngụ Bà Rịa Vũng Tàu đặt câu hỏi ạ. Kính thưa trưởng ban, kính thưa chư vị lãnh đạo chùa Tân Diệu, Thiền Tông Tân Diệu, con khi tiếp nhận được sách của thầy Nguyễn Nhân, con đọc sách của ngài, con quá cảm động, đọc tới đâu khóc tới đó, và con tự đọc từ cuốn 7, 8, 9 và 10, cứ tiếp tục đọc mà nhưng không kiềm được nước mắt, bởi vì con xúc động quá nên hai lần con tìm đến đấy để nhờ thầy dạy, nhưng hôm nay mới gặp được, nhờ thầy có cái duyên sự gì đó xin thầy trưởng ban này làm ơn giải thích chung cho con. Con thành thật cảm ơn. À, mời cụ đặt câu hỏi. Mời. Tôi xin đọc cái phần giới thiệu của ông Phan Phê, 85 tuổi ở thành phố Bà Rịa, Vũng Tàu. Tôi tên Phan Phê, 85 tuổi, ở ấp 2, tổ 2, xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Tôi xuất gia năm 1994, có pháp danh là Đạt Ma Bảo Triệt, tu theo pháp môn Thiền Tông, biết vọng không theo. Tôi cũng như đại chúng, cứ tối giờ lão thiền đường, ngồi im lặng, điều thân và tâm, cứ như vậy lặng lẽ trôi qua hơn 29 năm. Không biết pháp môn giải thoát là gì, không nghe qua danh từ đó. Đầu năm 2020, cháu tôi có cho tôi 4 quyển sách của soạn giả Nguyễn Nhân viết về thanh tịnh thiền, là gồm có cuốn số 7, cuốn số 8, cuốn số 9 và cuốn số 10. Khi tiếp nhận được các cuốn sách, tôi liên tục đọc suốt ngày đêm trong 4 cuốn đó. Quá lạ, đọc tới đâu tôi khóc tới đó, nhưng tôi vẫn không rời sách, vẫn tìm mọi cách để đọc cho bằng được. Tôi biết sách rất quý vì lời Đức Phật Thích Ca dặn dò trong sách, tới đó tôi lại khóc tiếp. Tôi trở về thành phố Hồ Chí Minh mua thêm 7 bộ nữa cho con cháu đọc và các vị đồng đạo của tôi cùng đọc và hiểu pháp môn thanh tịnh thiền. Hôm nay tôi tìm về chùa Thiền Tông Tân Diệu để nhờ thầy trưởng ban làm ơn giúp cho tôi hiểu tại sao tôi khóc, vì ngoài cảm xúc ra còn có duyên sự gì, xin thầy giải hộ. Thì trả lời từ phần mình đọc sách này mà mình khóc gọi là cảm ngộ. Cảm ngộ, ngộ cái chưa từng có trong đời mình. Tất cả những người mà khóc đây là trong đời mình chưa từng nghe cái câu chuyện này. Thì bây giờ cái chuyện này thì Đức Phật đã truyền đi theo dòng Thiền Tông cách 2561 năm mới được công bố ra. Hôm nay công bố được 3 năm rồi. Vì thế mà rất nhiều người họ hiểu cái này. Tất cả những người nào mà trong cái vỏ bọc tánh Phật của họ đó mà có công đức thì đọc tới đâu ngộ tới đó và hiểu tới đó, khóc tới đó, gọi là cảm ngộ. Người có công đức mới cảm ngộ được, còn người không công đức hoàn toàn không cảm ngộ được. Mà người có phước dương cũng không cảm ngộ được, phước đức âm cũng không, hoàn toàn không cảm ngộ được. Đó là cái quy luật của nó. Vì Đức Phật dạy đạo duy nhất cái pháp môn này là bí mật truyền theo dòng Thiền Tông, để cho người nào thời văn minh biết về khoa học vật lý thì mới học được cái pháp môn này. Còn không biết khoa học vật lý thì đừng có mong tu theo Thiền Tông làm gì cho mất công. Đó, trả lời cho cụ vừa nghe đó. Thì thắc mắc gì thì hỏi thêm.